dẫn dắt các vị khách quý trong hội trường ngày hôm nay. Và xin mời tất cả các quý dành cho Ngon một tràng pháo tay thật lớn, thật lớn được không ạ? Và để bắt đầu vào buổi chiều ngày hôm nay thì Ngon có thể mời tất cả các vị khách quý cùng Ngon khởi động một cái chương trình nhẹ để chúng ta bắt đầu vào chương trình được không ạ? Vậy thì ngay lúc này Ngon xin mời tất cả các khách quý có thể cùng Ngon đứng dậy để hoạt náo chương trình được không ạ? Dạ, Ngon xin mời tất cả các anh chị hoạt náo được cái chương trình của mình. Đó chính là chúng ta ở trong cái tay của mình đó có một cái có rất là nhiều tĩnh mạch. Thì khi mà tất cả chúng ta vỗ tay thì những cái tĩnh mạch đó sẽ xung kích với thần kinh của mình, làm cho bản thân tất cả chúng ta gây một cái sự hưng phấn, gây một cái sự thoải mái. Thì chúng ta có biết cái trò chơi đó chính là vỗ tay to nhỏ theo tiếng mưa mà. Anh chị nào đã từng chơi trò chơi đó và đã từng tham gia và vui chơi trò chơi như vậy rồi thì nó to được không ạ? Và trò chơi như thế này đó chính là khi MC nói nhỏ thì tất cả anh chị giúp Ngon, đó chính là vỗ tay thật là nhỏ. Khi nói vừa thì chúng ta vỗ tay vừa, khi nói lớn thì tất cả chúng ta vỗ tay lớn, có được không ạ? Và để chúng ta ghi hình thật là đẹp thì Ngon có xem một cái chương trình, đó chính là Chúng Tôi Là Chiến Sĩ. Thì Ngon thấy các anh chị chiến sĩ vỗ tay rất là đẹp bằng việc đó chính là chúng ta vỗ tay của mình và giơ thật cao lên phía trên như thế này. Đó chỉ làm theo khẩu hiệu của Ngon, đó chính là khi anh chị để sẵn tay lên trên. Thì khi Ngon nói là nhỏ thì chúng ta sẽ vỗ nhỏ, khi Ngon nói vừa chúng ta sẽ vỗ tay vừa, khi Ngon nói lớn chúng ta phải vỗ tay thật là lớn, thật là lớn, có được không ạ? Chào quý vị đang theo dõi chương trình tham vấn chuyên gia của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do Trung tâm Tin tức phối hợp với Trường Đại học Nguyễn Tất Thành thực hiện. Thưa quý vị, trong làn sóng cách mạng công nghệ 4.0, blockchain được xem là một công nghệ chìa khóa cho chuyển đổi số và xây dựng nền tảng công nghệ thông tin tương lai. Blockchain là công nghệ mới được nhắc nhiều trong thời gian gần đây, và theo các nhà công nghệ dự đoán thì trong 3 đến 5 năm tới, công nghệ này sẽ được áp dụng nhiều hơn nữa. Vậy blockchain là gì và có thể ứng dụng như thế nào trong từng lĩnh vực, từ khối chính phủ, tổ chức ngân hàng, tài chính, tín dụng cho tới doanh nghiệp, đơn vị sản xuất bán lẻ. Nhằm giúp quý vị tìm hiểu về blockchain và ứng dụng ra sao, chương trình tham vấn chuyên gia tuần này mời quý vị cùng gặp gỡ với các vị khách mời. Trân trọng giới thiệu đến quý vị khán giả vị khách mời đầu tiên, đó là Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Mạnh Hà, ở chuyên ngành khoa học máy tính, phó hiệu trưởng của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.
Vị khách mời thứ hai đó là MBA Phan Ngọc Vũ, chuyên ngành khoa học blockchain, giám đốc R&D CSE Singapore. Vị khách mời thứ ba đó là bà Lưu Thị Thảo, hiện nay đang là chủ tịch hội đồng quản trị Smart Agri Việt Nam. Vâng, xin cảm ơn ba vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên thì Phương Thanh xin dành cho ông Vũ. Và trong ngày hôm nay thì trước khi chúng ta tìm hiểu về những ứng dụng của blockchain, ông Vũ có thể giới thiệu về định nghĩa blockchain là gì ạ? Blockchain là một cơ sở dữ liệu phân tán. Các dữ liệu được chia nhỏ và lưu thành khối. Theo thời gian, các khối này được cập nhật và nó kết nối thành chuỗi, gọi là công nghệ chuỗi khối. Blockchain có một đặc tính được thiết kế để chống biến đổi dữ liệu. Mỗi khi đã được mạng lưới chấp nhận về dữ liệu đó thì không có cách nào để thay đổi được nó. Vâng, chúng ta đã nhắc đến những khái niệm chung của blockchain. Như vậy ông Vũ cũng có thể giới thiệu cho khán giả biết thêm về CSE Singapore cũng như là những sự khác biệt của blockchain 3.0 của CSE Singapore. CSE Singapore sáng tạo ra một cái nền tảng blockchain được định vị là 3.0. Và blockchain của CSE Singapore có 3 điểm khác biệt rất là lớn. Thứ nhất là về tốc độ, được sự hỗ trợ của chip lượng tử và hệ thống siêu phân luồng, làm cho tốc độ giao dịch rất nhanh và hiện nay có thể là xem là tốc độ đang đứng hàng đầu, khoảng dưới 6 giây. Trung bình mỗi giao dịch nó chỉ xảy ra trong vòng 5 giây, so với 1.0 khoảng 10 phút và 2.0 nó khoảng mỗi giao dịch khoảng 6 phút. Thì 3.0 hiện nay đang đạt tốc độ kỷ lục là khoảng từ 5 đến 6 giây. Đặc tính thứ hai của blockchain 3.0 đây là hệ thống off-chain đã hoàn thiện và đang cho thí điểm trước khi đi vào vận hành. Hệ thống này có thể hoạt động được blockchain trong môi trường không cần internet và nó có thể xử lý cục bộ mà không cần thông qua các cái hệ thống internet. Bởi vì trên thực tế không phải vùng nào cũng có mạng hoặc đôi lúc nó bị trục trặc mạng thì làm cho hệ thống nó sẽ bị nghẹn. Nên là với 3.0, blockchain 3.0 của CSE Singapore thì vấn đề này được khắc phục bằng hệ thống blockchain. Đặc tính thứ ba của blockchain 3.0 là đằng trong blockchain 3.0 đang được thiết kế một hệ thống khác, nó gọi là smart contract 2.0 hay là hợp đồng thông minh 2.0. Thông qua hợp đồng thông minh này, những coder, những nhà lập trình, nhà phát triển, thậm chí có những người họ không cần biết code nhưng mà họ vẫn có thể tạo ra được cái hợp đồng thông minh dành riêng cho mình trên hệ thống này. Và hợp đồng này nó không chỉ được tạo ra trong ngành tài chính, mà như trước đây hợp đồng thông minh 1.0 là chỉ tạo ra để phục vụ cho ngành tài chính. Hợp đồng thông minh 2.0 của CSE được tạo ra để phục vụ cho đa ngành nghề. Người có kinh nghiệm trong 4 năm lĩnh vực tiền điện tử, rất em hiểu về thị trường tài chính và nắm bắt CSE từ rất là sớm. Và trân trọng kính mời đại diện thị trường miền Nam, giám đốc công ty OTEC, ông Hoàng Danh vừa lên sân khấu để chia sẻ. Hoàng Danh rất là vinh dự khi được công ty CSE Singapore giao cho cái nhiệm vụ ngày hôm nay để chia sẻ cho tất cả các anh chị, cô chú biết về những cái nền tảng, những cái công nghệ của công ty CSE Singapore. Thì hồi nãy quý anh chị và cô chú đã thấy một cái video được giới thiệu trên HTV9. Thì cái người mà trả lời về công nghệ blockchain đó chính là anh Phan Ngọc Vũ. Anh Phan Ngọc Vũ là một nhà khoa học blockchain cũng như là nhà sáng lập của công ty CSE Singapore. Thì rất tiếc là hôm nay anh đang đi Singapore để lo công việc sự kiện bên đó, chuẩn bị cho cái đại hội fintech 400 doanh nghiệp công nghệ ở bên Singapore. Thì sau đây Hoàng Danh xin chia sẻ cho tất cả anh chị và cô chú biết được cái nền tảng blockchain 3.0 là một cái nền tảng mà cả thế giới đang nghiên cứu, cũng như là công ty CSE đang nghiên cứu và phát triển hàng đầu trên thế giới. Rất là vĩ mô, cho nên mình phải thật sự là tập trung và mình phải có một cái tư duy định hướng và nghe thật to. Là một công ty
chuyên nghiên cứu về công nghệ và đặc biệt là công nghệ blockchain 3.0. À, các anh chị hình dung nha, các anh chị nhớ nha, công ty đặc biệt là công nghệ blockchain 3.0. Thì công ty trụ sở là ở Singapore, những nhà phát triển là ở 4 quốc gia, thứ nhất là Singapore, cũ là nhà khoa học blockchain, hiện tại cũng là đồng sáng lập công ty CSE Singapore. Và công ty CSE Singapore này thì được bảo trợ này, đây là một cái quỹ rất là lớn ở bên nước ngoài. Thì đây là tổng quan về CSE. CSE là một nền tảng công nghệ blockchain. Nhà ai biết hợp đồng thông minh là smart contract 1.0 ạ? Ai biết về đó, là công nghệ của Ethereum. Và bây giờ CSE là công nghệ blockchain 3.0 đã phát minh ra cái nền tảng. Cái thứ ba là cái hệ sinh thái của nó là ứng dụng đa ngành nghề. Đa ngành nghề anh chị ạ. Đây, công ty CSE Singapore họ đưa ra một thì đại diện đây ạ. Blockchain 1.0 đại diện bởi Bitcoin, 2.0 đại diện bởi Ethereum, 3.0 là đại diện bởi CSE. Năm ra đời 2009, 2015 và 2018. Tốc độ giao dịch. Tốc độ giao dịch thì blockchain 1.0 là 10 phút, 2.0 là 6 phút và 3.0 là 6 giây. Đây là những cái cơ sở dữ liệu và những con số chính xác để cho chúng ta hiểu được giảm được nhân công. Thứ hai, bảo mật tuyệt đối. Cái thứ ba là gì? Có thể lưu trữ được tất cả những cái dữ liệu và truy xuất được nguồn gốc. Đột phá trong cái ngành công nghiệp 4.0 mà cả thế giới người ta đang hướng đến. Về hợp đồng thông minh, đây như nãy Hồng Danh có nói rồi, hợp đồng thông minh thì blockchain 1.0 là không có, blockchain 2.0 là có hợp đồng thông minh, nhưng là hợp đồng thông minh 1.0. Và trong cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đó thì nó có một cái sản phẩm là blockchain 3.0, thì nó có một cái nền tảng gọi là hợp đồng thông minh. Bitcoin hoặc là blockchain 1.0, Ethereum, blockchain 2.0 chưa làm được điều này. Đây là những cái công nghệ tiên tiến và đột phá nhất của blockchain 3.0 và đại diện là CSE. Những cái này là những cái công nghệ đã làm xong và có thể chứng minh cho mọi người thấy được, không phải là viễn cảnh tương lai hay là một cái gì đó gọi là sắp tới nữa. À, trước mắt là đang phát triển phủ sóng wifi miễn phí. Bắc Ninh vừa rồi là có một cái cuộc họp rất là lớn giữa 20 ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp ngoài đó. Và để hiểu rõ hơn ứng dụng công nghệ blockchain vào thực tế như thế nào, trân trọng đại diện mời công ty thương mại đầu tư Obico. CSE sẽ là cái đơn vị để sử dụng thanh toán. Đáng nắn, phạm sở đề khóng thu thu răng kịp, không mấy khuyên hiệu cả kiên. Vừa rồi thì CSE đối với cuộc sống của chúng ta. Tôi là Lương Xuân Mạnh, hiện tại thì đang phụ trách cho cái dự án Obico, là một trong những hệ sinh thái mà phát triển cho việc là sử dụng thanh toán CSE với những cái sản phẩm chăm sóc làm đẹp và sức khỏe. Cho tôi hỏi rằng là ở đây thì có bao nhiêu anh chị ở đây là muốn mình là luôn luôn trẻ hơn, đẹp hơn và khỏe hơn ạ? Bao nhiêu người? Rất tuyệt vời, và đặc biệt là về blockchain. Và ngày hôm nay nếu như chúng ta tập trung thì chúng ta sẽ nhìn thấy những cái giá trị đầu tư rất lớn của CSE. Nếu như chúng ta cùng là một phần trong CSE, chúng ta sở hữu những đồng CSE, 2 năm sau, 5 năm sau, nó sẽ có thể là 10 đô hay 100 đô hay nhiều hơn. Ở đây có bao nhiêu anh chị đã biết đến Bitcoin ạ? Vâng, Bitcoin giờ bao nhiêu tiền một đồng? Bao nhiêu ạ? 8.000 đúng không ạ? Khoảng độ 10 năm trước thì nó bao nhiêu ạ? Một, đúng rồi, một tô phở đấy. Tôi đang nói là khoảng một tô phở là chúng ta đã mua được vài đồng Bitcoin ngày xưa rồi. Thế thì khoảng độ 10 năm thôi thì chúng ta sẽ thấy rằng cái giá trị nó rất là lớn. Và Bitcoin thì các anh chị thấy rằng là một cái sự tiên phong. Và ngày hôm nay thì chúng ta biết được CSE là một trong tiên phong về những cái sự đột phá. Đó là tốc độ, đó là giao dịch không Internet, đó là ứng dụng mở cho rất nhiều ngành nghề.
Và một trong những ngành nghề ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ đó là ứng dụng rất nhiều cho việc thanh toán thương mại điện tử. Thì tôi muốn giới thiệu một chút, đó là ngài Peter là một trong những người được gọi là ông vua vàng Thái Lan. Hiện tại ông là một tỷ phú và cái sức ảnh hưởng của ông rất lớn tại đất nước Chùa Vàng. Ngài Peter thì đã hoạt động kinh doanh trong việc là sản xuất vàng bạc đá quý từ khoảng độ hơn 35 năm trước. Thì chuyên về chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. Thì ngài Peter đã tìm kiếm một cái công nghệ để làm sao những cái sản phẩm làm đẹp có thể được kinh doanh một cách rộng rãi, một cách nhanh chóng, và làm sao để có thể số hóa được tất cả các tài sản được nền tảng CSE. Thì ngay lập tức ông đã tìm thấy và ông nhận ra rằng đây chỉ có một cái sự hợp tác, một sự kết nối giữa tập đoàn Bangkok Asai của Thái Lan có cơ hội được sang Thái Lan để gặp vị tỷ phú đó là ngài Peter, là một trong những người đứng đằng sau tập đoàn CSE của chúng ta. Và chúng tôi lại lựa chọn Opico là một trong những cái nền tảng hệ sinh thái của CSE. Và đồng tiền chỉ có giá trị khi gì ạ? Khi được sử dụng. Khi được sử dụng. Chúng tôi muốn làm cái sản phẩm tốt nhất, chất lượng cao nhất, được sử dụng trong cộng đồng và được thanh toán bởi đồng tiền CSE. Và ở tập đoàn Opico rất nhỏ, và Pico ở đây có nghĩa là đơn vị được phân tán nhỏ hơn nano gấp, là những sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. Và ở đây nếu như chúng ta muốn trẻ lại 10 tuổi, trẻ lại 10 tuổi, nếu như chúng ta chỉ cần muốn trẻ lại 10 tuổi thôi thì rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần đặt một bộ sản phẩm chúng ta sử dụng trong vòng khoảng 30 tuổi. 30 tuổi trở thành 20 tuổi, trong bên trong dành cho cả nam và nữ. Và như tôi được biết là trong sản phẩm, cái sản phẩm đây đều có chất rất là tuyệt vời. Thế thì ngày hôm nay thì không có thời gian nhiều, tôi chỉ giới thiệu sơ qua về anh thích vào product. Và chúng ta sẽ có những sản phẩm chăm sóc skin care và mỹ phẩm đơn giản, đặt hàng mua. Đó, chúng ta chỉ cần lựa chọn một cái sản phẩm, sau đó là chúng ta đăng ký để được mua, thì cái sản phẩm này sẽ được ship tới địa chỉ nhà chúng ta. Cho dù bạn ở Thái Lan, ở Campuchia, ở Singapore hay ở Việt Nam, thì khi đặt hàng thì chúng ta cũng sẽ nhận được hàng ngay. Và đấy là một trong những cái hệ sinh thái mà công ty chúng ta sẽ triển khai. Rất đơn giản, chúng ta nhập vào, chúng ta chỉ cần nhập tên họ, ví dụ Nguyễn Văn A, quốc gia, thế sau đó là chúng ta chọn CSE Pay. Đây chính là cái cổng thanh toán bằng CSE. Thì đây chính là một trong bạn xây dựng hệ thống những người tin yêu cái đồng tiền kỹ thuật số này. Và đương nhiên là khi mà chúng ta đầu tư, chúng ta chia sẻ cộng đồng thì chúng ta sẽ có tài chính. Thì chút nữa có những phần chia sẻ sâu hơn thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái mô hình affiliate của CSE chúng ta sẽ kiếm được tiền. Đại diện công ty CSE Singapore, dự án phủ sóng Wi-Fi miễn phí hay còn gọi là O-Wi-Fi sẽ áp dụng thí điểm tại Đại học Hồng Bàng, Thành phố Hồ Chí Minh. O-Wi-Fi sử dụng công nghệ hiện đại nhất trên thế giới với ưu việt là tính cơ động, sóng khỏe và ổn định, và bảo mật bằng công nghệ blockchain 3.0 và big data, có thể phát triển tương thích với công nghệ 5G và 6G. Bên cạnh đó, do hệ thống đáp ứng đủ yêu cầu bảo mật nên sẽ được Google vận hành. Tất cả các điều khoản giữa các đối tác tham gia hệ thống sẽ được mã hóa thành các điều khoản số của Smart Contract 2.0 và không cần đơn vị trung gian để xác nhận, cũng như điều khiển hệ thống ống phát triển nhiều quốc gia tại khu vực Đông Nam Á như Singapore, Thái Lan, Campuchia, Lào, Malaysia, Việt Nam và Myanmar. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Và anh chị có thể giúp ngân hàng một tràng thật lớn cho hệ sinh thái tuyệt vời của bài đóng đi ạ. Và phần tiếp theo ngay bây giờ là một phần vô cùng đặc biệt và cũng được trình bày từ một người cũng hết sức đặc biệt luôn. Anh là một người có 10 năm làm trong ngành xây dựng và phát triển con người, 4 năm làm trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số, là một trong những người đã phát triển nền tảng blockchain từ tháng 6 2018, là người xây dựng hệ thống blockchain rất là chuyên nghiệp. Và trân trọng kính thưa, trân trọng giới thiệu lên sân khấu ông Trịnh Văn Sao. Xin gửi lời chào đến tất cả các cô, các bác, các anh chị cũng như các em đã có mặt trong cái buổi chiều ngày hôm nay.
muốn các anh chị không được bỏ qua nó và tập trung cho em. Và có thể những con số, những cái thông tin em nói sắp tới đây có thể giúp các anh chị thức tỉnh và giúp anh chị có thể nắm bắt một cơ hội mà thay đổi cái kết quả hiện tại của các anh chị. Cũng có rất nhiều cái lần thăng trầm trong quá trình khởi nghiệp và tái khởi nghiệp lên tới 15 lần rồi. Ai đã mất tiền một lần, trên một lần giơ tay biết không ạ? Ok, cảm ơn các anh chị. Mất trên 5 lần ạ? Có đến 10 lần chưa? Chưa. Em đúng 15 lần. Đúng 15 lần ạ. Cũng kiếm được tiền ạ, cũng kiếm được nhiều tỷ ạ. Nhưng mà cũng lại mất nhiều tỷ. Bởi vì cái cuộc đời mình cứ kiếm được xong lại mất, kiếm được xong lại mất. Và cứ như thế ạ. Cho đến tháng 6 năm 2018 thì cuộc đời em rất là may mắn vì em gặp được một người thầy. Một người thầy của em đã đến. Anh ấy là chính là một cái nhà khoa học của Việt Nam. Nhà khoa học của Việt Nam tên là Phan Ngọc Vũ. Anh đã gặp em và đã nói cho em biết về thế nào là. Và em đã ngộ ra một cái điều gì đấy mà trước kia mình chưa biết. Mình cứ lao vào cuộc chơi và nó làm cho mình mất tiền lại được tiền, mất tiền lại được tiền. Em biết chị biết tại sao tôi mày kiếm không ạ? Quan điểm của em muốn chặt cái cây là như các cụ nói, em cũng là lão thành cách mạng đấy. Chuyển trong suốt hơn một năm qua, rất là nhiều người nói là CDE sau một thời gian ICO thì không còn nữa. Chính vì thế các chị đã ngồi trong căn phòng ngày hôm nay, em rất là muốn các chị sẽ nhận được những phần quà thật sự xứng đáng và có lẽ thay đổi một cái gì đấy trong cuộc đời các chị trong buổi chiều ngày nay. Các chị đồng quan điểm không ạ? Đồng quan điểm không? Ngồi thẳng lên đã không được ạ. Các chị ngồi thẳng lên. Xây dựng hệ thống phát triển con người nhiều năm rồi và với CDE thì em cũng có một hệ thống vô cùng lớn lắm nhỉ. Tuy nhiên là ngày nay em muốn đứng đây để trao cho cô chú chị những cái món quà, những cái thông tin chính thống. Mấy nó ghét được như nào, chúng ta cũng chưa biết. Thì trong 3 hôm tới có thể em truyền đạt được những cái thông tin chuẩn bị cho hội nghị FinTech mà CDE báo cáo tại hơn 100 quốc gia, hơn 500 doanh nghiệp, hơn 50.000 người tham dự và chứng kiến cái công nghệ blockchain 3.0 được báo cáo tại hội nghị FinTech Singapore từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 11. Muốn các anh chị tập trung để lắng nghe những thứ mà em sắp nói. Được không anh chị? Được. Mà em đeo đuổi là anh Phan Ngọc Vũ đấy. Em học thật, không có học giả. Chính vì thế nên là những gì em nói là nói thật. Nếu các anh chị muốn nói thật, nhưng mà thật thì nó thô. Anh chị hãy nghiêm túc với bản thân mình và nghiêm túc với cũng như em nữa. Được không anh chị? Được không ạ? Nói nhá. Rồi. Hiểu rằng thế giới công nghệ đã làm thay đổi hành vi kinh doanh của loài người. Từ khi có Facebook, các chị theo đã. Nhà mặt tiền, nhà mặt phố không còn quan trọng nữa. Bán hàng ở trên tầng 80. Bán hàng ở trong góc nhà. 2 mét vuông cũng bán được hàng. Đúng không chị? Tức là công nghệ nó làm thay đổi hành vi kinh doanh của loài người. Và ông Mark Zuckerberg, rồi là chủ của Google, nó có biết mình ai đâu. Nhưng mà hàng ngày chúng ta vẫn đang mang tiền cho họ. Có đúng không chị? Đúng không? Và cứ cảm ơn chúng ta một cách bình thường thôi. Nhưng mà chúng ta là gì ạ? Chúng ta không được tiền. Nhưng mà ngày hôm nay, các chị, tôi muốn các chị hiểu được rằng bản chất của cái nền tảng công nghệ này như nào, tại sao nó lại kinh khủng, tại sao nó được các chính phủ, tại sao nó được các tập đoàn, tại sao nó được các tỷ phú người ta quan tâm và người ta lại sở hữu nó như vậy. Tại Việt Nam thì cũng báo cáo các chị là đã có 4 bộ ứng dụng rồi. Cái công nghệ bây giờ đấy, 4 bộ ứng dụng rồi. Bộ đầu tiên là Bộ Công Thương đã ứng dụng cái công nghệ này vào trong cái tem chống hàng giả hàng nhái bằng chip điện tử trong xuất nhập khẩu. Là nền tảng công nghệ, còn CDE là đồng crypto của nền tảng công nghệ. Cái thiền này đã, thì CDE Way này nó tạo ra con đường, đây là con đường cao tốc đấy. Đấy, con đường cao tốc này nó xây sẵn giống như là Google ấy, giống như Microsoft ấy, họ đã xây sẵn một con đường rồi. Và tất cả các tập đoàn, tất cả các doanh nghiệp, tất cả các đơn vị cá nhân tổ chức muốn dùng cái nền tảng đấy thì làm gì ạ? Thì lấy được mà dùng thôi. Và phải trả phí nhé. Thì Google chúng ta dùng vào, chúng ta phải trả phí. Nhưng mà chúng ta không trả phí trực tiếp thôi, trả phí gián tiếp thông qua quảng cáo, thông qua mua sản phẩm của các nhà quảng cáo, của các nhà sản xuất. Họ đã tính phí vào đấy rồi. Còn công nghệ blockchain nó như một con đường cũng như vậy ạ. Và gì ạ? Các công ty, các tập đoàn, các doanh nghiệp, các chính phủ, các tỷ phú, họ cũng vào đây ạ. Vào con đường cao tốc này và họ lấy về và dùng. Như anh Danh nói đấy, công bố 61 cái mã nguồn mở, tức là chúng ta muốn lập một ngân hàng số, chúng ta muốn sử dụng một cái chuỗi bán lẻ quản lý 100 bệnh viện, 1.000 công nhân hay 1 triệu mặt hàng, chúng ta cứ vào đây
cái hợp đồng thông minh này. Thông qua hợp đồng thông minh này, chúng ta vào đường cao tốc, chúng ta đi, chúng ta dùng, và thông qua hợp đồng thông minh này chúng ta về trả phí gì ạ? Phí. Chúng ta phải trả phí. Và cái đường cao tốc này nó không lấy phí đô la, nó không lấy phí Việt Nam đồng, không lấy phí kíp Lào. Lấy gì các chị biết không ạ? Ok. Nó chỉ có cách duy nhất là lấy CD. Và tất cả các công ty, các doanh nghiệp, các tập đoàn, các cá nhân họ đều phải có cái này để làm những cái tiếp theo trên cái con đường cao tốc này. Các chị hiểu thế nào là nền tảng công nghệ chưa? Rồi, ai biết Grab ạ? Grab ạ? Giơ tay em cái. Ok. Bất kể một ai dùng cũng được luôn nhé. Cứ làm ra 100.000 thì phải trả cho Grab bao nhiêu ạ? 27.000. Không cần biết ai dùng, cứ dùng từ 100.000 trả nó 27.000. Và nó thu phí mãi, đúng không ạ? Nó có dừng lại đâu. Và câu chuyện của Grab là một cái mô đun thôi, nhưng nó đã tạo ra câu chuyện tỷ đô đấy. Thì cái câu chuyện ở đây là 61 cái mã nguồn mở. Trong năm 2020 thì em được biết là khoảng độ 200. Và 2021 thì khoảng độ 500 cái mã nguồn mở cho toàn thế giới để dùng. Và dùng công nghệ này có thể quản lý một đàn kiến được. Bitcoin có hạn không anh chị? Bitcoin có hạn không? Bitcoin có hạn. Ethereum có hạn không? Không có hạn. Có thể sau một đêm ông Vitalik hoặc là đồng sáng lập họ uống rượu với nhau, họ vui quá phát hành thêm trăm triệu nữa thì cũng cạn đấy. Đúng không chị? Ok. Còn CD có giới hạn. À, em viết về cái gì dưới có nhìn thấy không ạ? Nhìn thấy không ạ? Ok. Tổng cung ạ là chỉ có 900 triệu thôi ạ. 900 triệu CD. Và nó phải khai thác trong 9 năm thì mới hết ạ. Tức là số lượng nó có hạn đấy ạ. Nó phải khai thác, nó phải mining. Và CD nó có ba cái lĩnh vực, ba cái thuật toán đấy ạ, là POS như anh nói đấy, bằng chứng cổ phần, POW bằng chứng công việc, và POP là bằng chứng trao đổi. Thì cái POS này nó có 360 triệu, POW này nó có 240 triệu, tức là phải mining, phải đào mới có. Còn POP này nó có 300 triệu. Các chị muốn biết chi tiết con số này nó nằm đâu không? Tất cả những điều em nói này các chị có thể check được trên cscan.io. Đúng không ạ? Nó rất minh bạch, rất rõ ràng. 360 triệu này ạ. Thì ngày xưa nó đã ICO đấy ạ. Cái số lượng ICO là bao nhiêu ạ? Là 72 triệu. Trong 72 triệu này, như anh Danh ấy nói ạ, bảo trợ cái nền tảng này là cái quỹ SRI Capital, là cái quỹ bảo trợ rủi ro của Singapore. Và cái quỹ này nó bảo trợ trên toàn cầu. Chủ tịch quỹ là ông Chi Phóc Chu. Ông này là trợ lý của ông Lý Quang Diệu 30 năm liền. Và khi tôi gặp ông ấy nhiều lần lắm rồi, ông nói là Singapore thì đã sử dụng công nghệ cao 30 năm rồi, nhưng mà công nghệ Siri là công nghệ siêu cao. Đầu tiên mình nghe mình chẳng hiểu gì cả, nhưng mà dần dần mình nghe vài lần mình thấy là ông nói có lý. 55 triệu, tức là nó cũng là một nhà đầu tư thôi, nhưng mà nó bảo trợ giống như Sát Hưng, Sát Linh ấy. Họ thấy cái nền tảng này, họ thấy cái lĩnh vực này nó hay quá thì họ đầu tư vốn vào, và họ đang cầm 55 triệu xe đẹp. Cái đội đẹp ấy ạ, nó đang giữ 8 triệu, cái đội phát triển ấy, và cộng đồng thì đang giữ 9 triệu. Trong 9 triệu này thì Siri, bởi vì nó có chủ, nó minh bạch đồng hàng, cho nên là gì ạ? Nó sẽ tìm cách để nó kiểm soát cái số lượng Siri đang lưu thông ở đâu. Nó chỉ không biết ai cầm thôi, chứ nó biết chính xác cái ví của anh chị. Rồi, thì trong 9 triệu này thì nó đã stake để nó lên trả lãi là 4% trên một tháng. Giống như Masternode ạ, các chị có Siri, các chị có thể gửi vào ví để lấy lãi 4% một tháng bằng Siri. Hết chu kỳ nó lại nhả ra, còn cái lãi này nó trả hàng tháng, cứ một tháng trả một lần. Thì hiện tại bây giờ ở ngoài cộng đồng nhá, đang lưu thông đấy khoảng 2 triệu thôi. Tức là hiện tại lưu thông ngoài thị trường cộng đồng trên sàn ấy, khoảng 2 triệu đang lưu thông thôi. 2 triệu xe đen đang lưu thông ngoài thị trường. Ok các anh chị.
cái con số này các chị hiểu, đã hiểu chưa đã? Bên mình mấy chị bên dưới có nhìn thấy không ạ? Còn 288 triệu chính là để dành cho cái việc phát triển cộng đồng. Mà 55 ngày trước mà tôi vừa nói đấy ạ, nó có một cái chương trình Affiliate để phát triển toàn cầu, để dùng cái này để nó trả cho những người phát triển cộng đồng cùng với nó. Như anh Mạnh vừa nói đấy ạ, 300 triệu này Siri sẽ chọn ra 10 tỷ phú trên thế giới, tức là Siri được quyền chọn ạ, 10 tỷ phú trên thế giới để làm gì ạ? Là trao đổi cái cổ phần chéo cho 10 tập đoàn, tức là trao đổi cổ phần chéo cho nhau. Ví dụ như là tỷ phú nhá, như anh Mạnh vừa nói đấy ạ, là cái ông vua vàng Thái Lan đấy ạ, đấy ông Peter đấy ạ, rồi là tập đoàn Sol đấy ạ, họ có sản phẩm, họ có kim cương, họ có vàng, họ có đồng hồ, họ có các loại sản phẩm. Đây là 1 tỷ phú thôi, còn 10 tỷ phú, 9 tỷ phú nó chưa xuất hiện. Thì họ có cái sản phẩm như vậy và họ cho cộng đồng Siri trên toàn cầu này dùng Siri để trao đổi với các sản phẩm của họ. Chúng ta dùng Siri mua được vàng, mua được thẻ đấy, và họ có thể mua được các sản phẩm trong Vingroup. Còn trong đây có cái gì thì không có biết. Cái gì hiểu đã? Mua được các thứ luôn đấy ạ. Thì Siri như thế sẽ có trong cái thẻ đấy, nó có cái gì mà biết sao cái gì có thể dùng để mua vàng, mua kim cương, mua 40.000 sản phẩm. Dùng Siri có thể chúng ta có thể uống cà phê trong chuỗi ô cà phê, bật lên cho anh. Tức là Siri nó có hệ thống nhượng quyền giống như là Starbucks, giống như là Highland Coffee ạ. Nó sẽ có hàng nghìn cửa hàng ô cà phê trong chuỗi ô. Nó sẽ có hàng nghìn cái cửa hàng ô spa trong chuỗi ô. Nó sẽ có hàng nghìn cái điểm, hàng triệu cái điểm phát wifi mà tôi sắp nói đây. Về quyền lợi cũng như mục tiêu của mình trong năm 2019 và năm 2020, và anh chị nào mong muốn sở hữu ba chìa khó đó là thụ động và tài chính. Dạ, bởi vì em biết đó chính là người mà mong muốn mình thụ động và tài chính là người rất là ham học hỏi. Người mà mong muốn bản thân mình thụ động và sức khỏe là người luôn ngồi thẳng lưng lên để lắng nghe người khác. Người mà muốn thụ động và thời gian là người luôn hướng mắt lên sân khấu để nghe người trên sân khấu trình bày. Và nếu như anh chị đang mong muốn có ba chìa khó này và anh chị có thể nói tôi mong muốn được không ạ? Và chúc mừng các anh chị, vì nếu như anh chị đang mong muốn có tài chính, có sức khỏe và có cả thời gian thì anh chị ngày hôm nay đã ngồi đúng khán phòng và dành đúng cho chương trình. Chúc thành công. Người có biệt hiệu là bậc thầy huấn luyện trong trải nghiệm, người xây dựng hệ thống con người lớn nhất tại CD Việt Nam cũng như trên toàn cầu. Và trong chương trình các chị cũng không quên cho một tràng pháo tay cho MC xinh đẹp của chúng ta. Gửi lời chào thăm đến tất cả các anh chị các bạn đã có mặt trên cái khán phòng ngày hôm nay, một cái lời chúc mừng hạnh phúc nhất ạ. Lăng tăng mà chuẩn bị kết thúc 2020. Hay là cái gì cái nữa đi. Vẫn mọi người có vẻ hơi căng thẳng. Thằng đó nó hơi khác hơn mình chút, đẹp trai hơn mình chút đúng không? Photoshop tí nha. À rồi, có mong máu một tí được không? Trời ơi, thức nhạc vui trở lại. Và niềm tin đó người chọn tâm hồn, nguyện yêu mãi, nguyện yêu mãi. Coi chung này cô đã đẩn ha. Riêng CSE mà thôi. Vui chưa, vui chưa? Tạo nó có nhiều cái cung bậc chứ không phải là nói đào tạo là đào tạo. Rất nhiều cung bậc. Rồi, đây là cái tấm hình tôi vừa đi tham dự caravan khoảng hơn 100 doanh nghiệp. Đấy, chương trình kết hợp với thực hiện. Đây, đây là cái tấm ảnh mà hồi năm ngoái tôi với anh Phan Cao Vũ, người một trong những thành viên sáng lập CNE. Đây, anh Vũ đứng bên cạnh này. Đấy, cái ngày mà test công nghệ, các anh chị nhìn thấy ai không ạ? Anh là tên gì ạ?
anh này mới lên sân khấu xong đúng không? Đấy, và tôi mở cái smartphone ra và có một cái con chip quẹt cái này mà không cần online, tức là không cần internet vẫn thanh toán được. Đó là sự khác biệt. Tất cả mọi điều chúng ta quyết định trên cuộc đời là bởi vì sự khác biệt. Đấy, tôi gặp tôi vui quá, giống như đang diễn đúng không? Đó, rất là tuyệt vời. Thì hồi năm ngoái, anh em chúng tôi đã nắm bắt được cái điều này. Rồi, đó là lướt qua chút xíu về bản thân. Trước khi lãnh đạo người khác thì phải lãnh đạo được mình. Có đúng không anh chị? Vượt qua được giới hạn của bản thân mình là điều không dễ. Đúng không các anh chị? Tất cả từ thời cổ chí kim cho tới Tần Thủy Hoàng và cho tới rất nhiều những cái đời bao nhiêu nghìn năm trước đây, người ta vẫn nói có một câu, có các giáo lý của các Phật giáo và tôn giáo luôn cũng nói câu là vượt qua chính mình là điều khó nhất. Mà chúng ta vượt qua chính mình rồi thì tất cả mọi thứ trên cuộc đời này trở thành đơn giản hết. Dám chắc với các chị điều này luôn. Bởi vì tôi đi tìm cái điều này trong suốt 17 năm. Và tôi đang ứng dụng vào cuộc đời của mình. Đang ứng dụng. Và tôi còn ở cái đây vài hôm thì nó phù hợp với mọi thời đại. Đó là phá vỡ mọi giới hạn. Tức là không có giới hạn gì cả. Và tất cả những cái câu hỏi mà chúng ta lăn tăn ở trong đầu mình đó là liệu có được hay không, liệu tôi có làm được hay không, liệu tất cả ABC là chúng ta tự đặt cái giới hạn cho mình, chứ thực sự nó không có thật. Và tôi rất là tâm đắc một cái câu nói của một cái người mà vô cùng ngưỡng mộ, mà tôi, mỗi lần tôi coi nó nước mắt, đó là bác Lê Thập Dương. Bác nói một cái câu nói rất là tuyệt vời, cái đầu gắn lên trên cái thân mình, và trong cái đầu nó có cái não để suy nghĩ chứ không phải để chấp hành. Tức là chúng ta chấp hành là chúng ta tự lấy giới hạn của mình ra chúng ta đo mình, chứ thực chất nó không phải vậy. Thực chất là không bao giờ có giới hạn của chính bản thân chúng ta. Đúng không? Tự nhiên suy nghĩ ghi cho nó 40 năm sau rồi bắt đầu đi làm kinh tế, trong cái đó nó rụi hết rồi làm gì? Đúng không? Đừng trở thành những chuyên gia phân tích mà để trở thành những nhóm người follow nhà khoa học hết. Bốn cái điều này nó sẽ liên kết với tất cả chúng ta ở đây. Chúng ta sẽ có nguồn thu nhập thụ động và tất cả mọi thứ là những anh chị đầu tiên đã nói hết rồi. Hết rồi. Ha. Trước khi tôi có những cái điều tôi chia sẻ với anh chị thì nói thẳng là Bitcoin là version 1, Ethereum là version 2, CE là version 3 hết. Bây giờ tôi hỏi cái này, câu này nó hơi tế nhị nè. Bao nhiêu các anh chị đã từng thao tác trên điện thoại của mình chuyển Bitcoin cho mọi người, có thể cho tôi xin cánh tay. Rồi, bao nhiêu người đã từng thao tác chuyển Ethereum? Cũng có chút chút. Bao nhiêu người đã từng chuyển CRE? Bao nhiêu người chưa làm gì cả ở ba loại tiền vừa rồi? Cái gì không đưa tay lại đi trời. Rồi, tất cả những cái điều này, 61 mã nguồn, cái này là nói về vấn đề, về yếu tố, về vấn đề công nghệ. Rồi, đã có sàn giao dịch nội bộ, có cổng thương mại điện tử, nãy anh Mạnh nói có hết rồi. Có ví luôn rồi, ví iOS, Android luôn. Các chị ngay ngày hôm nay, các chị chúng ta phải tải ngay cái ví. Tại vì nếu mà không có ví, lát nữa không có quà thưởng, kỳ lắm nha. Anh Danh có cho các chị thấy nè. Nó nằm ở cái mục số, đây, 13, được báo cáo phản biện tại Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam. Đây là một đề tài được cấp chính phủ công nhận. Chưa có một cryptocurrency nào mà làm được ở thế hệ 1 và thế hệ 2. Đúng không nào? Một cái này thôi cũng đủ cho chúng ta quyết định rồi, còn mấy cái này là quá trời cái luôn, mà đôi khi quá trời cái đầu chúng ta nó lại lăn tăn thấy mới ghê. Bởi vì những người hồi nãy giờ giơ tay hay là không giơ tay, hay là thích hay không thích, thì các chị cũng hạnh phúc hơn vài chục triệu người ở ngoài kia rồi. Đúng không nào? Ok không? Ok lần nữa thôi. Rồi. Thế thì chúng ta chọn mục tiêu hay vấn đề ạ? Mục tiêu thì các chị tự tìm giải pháp. Xong.
Vì tôi mua đọc thì mất thời gian 15 triệu mà để gặp người tỷ phú bỏ ra 1 triệu đô để gặp quan hệ của Pháp là cực khó, mà trong cái đó là quá đơn giản luôn. Rồi, trước khi chị liên hệ với anh Mạnh hồi nãy lên chia sẻ với cô đó, tất cả thông tin này tôi có tôi dán lên thôi, mất thời gian. Rồi, ta sẽ bỏ ra một cái số tiền cực lớn để thức tỉnh vào trong suy nghĩ của anh chị. Và các anh chị thông qua, các anh chị đưa ra cho mình một sự quyết định để là để cho người thân mình hạnh phúc chứ không phải chúng ta hạnh phúc nữa. Ok. Và tiếp theo là cái người Jeff Bezos sáng lập ra Amazon, một trong những tỷ phú gần như là top của thế giới, thể hiện qua sự lựa chọn hãy xây dựng cho chúng ta một cuộc sống cho riêng mình lang tăng nữa, chúng ta chỉ việc quyết định từ 50 cho tới bao nhiêu là tùy theo hãy. Và cũng là không còn lần nào nữa, xem như lần này là chính thật lịch sử trong cuộc đời của các chị. Một lần thiệt lớn, hôm nay là ngày năng lượng. 2, 3. Quay. Yeah. Ok các chị, một tràng tay thật lớn và phần chia sẻ của tôi đến đây tạm khép lại. Và chúc cho tất cả các chị một buổi chiều thật là nhiều giá trị. Có ai về không? Và ngay lúc này đã chính là càng tốt hơn, đúng không? Rồi, cái thứ hai là CDE lưu thông cộng đồng là 2 triệu và CDE làm mà hệ thống là 288 triệu thì nhà đầu tư sẽ bán tháo. Rồi, đã từng bán rồi đấy. Ok, thường thì công ty sẽ có quỹ dự phòng, nếu cổ phiếu tăng hay giảm thì công ty có lốt giá hay không, vậy CDE có quỹ dự phòng là bao nhiêu? Cho anh chị biết CDE có trả được tiền cho nhà đầu tư không? Ở đây thì không có tiện, nhưng mà em sẽ nói như này. Em cũng chỉ cần cái chị 50 đô thôi, như em thôi, em không có tiền, chỉ có 50 đô thôi, được không ạ? Thật đấy ạ, 50 đô, được không ạ? Rồi, và từ 50 đô này chúng ta sẽ xây dựng. Ok, thì về góc độ nhà đầu tư thì chúng ta sẽ nhận 5-6% trên một tháng, 5-6% một tháng thôi, đầu tư không lớn nhưng mà lãi không cao, nhưng mà 5-6% một tháng cũng được với chị. Ok, cái thứ hai là gì ạ? Là em muốn cho các chị biết là gì ạ? Là lấy tiền đâu để trả? Các chị có phải quan tâm điều này không ạ? 6% cũng được không ạ? 6% cũng được, không quá cao, nhưng mà em cho rằng nếu lâu dài thì chấp nhận được. Nếu nó cứ phát triển 2-3-4-5 năm thì mình cũng tương đối được không chị? Nó khác với được 3-6 tháng nhé. Ok, thì số 1 ở đây ạ là CSE30, nó là một nền tảng, đúng không chị? Từ đấy giờ các chị nghe đấy ạ. Thì bất kể chuyển giao công nghệ vào đâu, giống như Grab ấy, nó cứ chuyển giao vào đâu thì nó đều có 30% gọi là phí công nghệ, ai dùng cũng được, toàn cầu cứ dùng thì trả phí, được chưa? Và 30% đấy là cái phí bất buộc ấy. Cái thứ hai là CSE30 nó có cổng thương mại điện tử. Đấy, anh Mạnh vừa trình bày đấy, cổng thương mại điện tử toàn cầu. Chính vì vậy nên là khi mà nó cổng thương mại điện tử thì các sản phẩm lưu thông như đấy thì nó cũng làm gì ạ? Làm gì ạ? Là thu phí. Có đúng không chị? Ok, cái thứ ba là CSE30 nó có sàn giao dịch Exchange. Cái này một năm rồi, được chưa? Thì khi nó có sàn giao dịch thì chúng ta giao dịch, toàn cầu giao dịch thì nó làm gì ạ? Nó cũng có phí, đúng không? Cái thứ tư là CSE30 nó có cái chuỗi nhượng quyền. Đấy, ô wifi, ô cà phê, cái gì nữa? Ô spa, ô farm, được chưa? Thì khi được chuỗi nhượng quyền này, nó giống như nhượng quyền như hai lần cũng phi ạ, giống Starbucks ấy, giống như là KFC ấy, thì nó cũng có gì ạ? Nó cũng có phí, đúng không? Cái thứ năm là CSE30 như anh Danh nói đấy ạ, nó có gì ạ? Nó có cổng chuyển tiền, được chưa? Là gì ạ? Là payment gateway. Thì nó làm gì ạ? Nó có phần trăm gì ạ? Phí, đúng không chị? Cái cổng chuyển tiền ấy ạ, cứ qua nó là nó thu phí thôi. Cái thứ sáu ạ là gì ạ? Là CSE làm gì ạ? Nó tăng giá, đúng không chị?
Ok. Nếu như các cái dự án khác ấy, các cái dự án mà các chị chúng ta từng làm ấy, là trước kia nó là FOMO, nó là gì ạ? Là truyền thông. Trước khi lộ trình nó ra đấy, nó có một đồng token và nó FOMO, nó truyền thông, nó làm cho cái đồng nó tăng lên và làm gì ạ? Là đâm đầu xuống. Đúng chưa? Nhưng mà với CD thì nó đi ngược lại. Tức là sau khi ra đời thì nó tập trung vào làm ứng dụng nền tảng trong suốt một năm qua. Rất nhiều người đã tưởng là nó đi rồi, nhưng thực tế ra nó đang rất mạnh mẽ. Và nếu như ở CD không tăng, chưa tăng thì không có ảnh hưởng gì cả. Nó vẫn có một cái khoảng từ số 5 này đến số 1 này để làm gì ạ? Để chi trả cho cái việc bao nhiêu ạ? Bao nhiêu ạ? Ok. Nó vẫn đủ tiền để chi trả cho cái việc này. Còn nếu CD tăng thì đương nhiên là làm gì ạ? Quá tốt, đúng không? Ông chủ được cầm nhiều hơn mà. Đúng không, anh chị hỏi đi ạ? Ông chủ được cầm nhiều hơn, quỹ được cầm nhiều hơn. Vì nó là người bỏ nhiều tiền hơn, nó là người đầu tư công nghệ, nó là đầu tư nền tảng mà. Đúng không? Còn chúng ta là cầm bao nhiêu ạ? Cầm công ty thôi. Đúng chưa? Thế thì theo anh chị, nếu như ông chủ người ta cầm nhiều, người ta có ngu gì, người ta xả ra không ạ? Như anh chị nhìn đi ạ. Đây ạ. Em phân tích lại cho anh chị một tí nữa. À, nhưng mà chỗ này anh chị hiểu chưa? Có hiểu không ạ? Tức là gì ạ? Là không tăng thì nó vẫn có tiền trả. Nhưng mà 600 được không anh chị? Quá được. Dạ. Thì em nói với các anh chị một tí nữa đó. Là đây ạ. 5K, 10K, thậm chí là 30K. Các anh biết là quảng cáo sẽ bao nhiêu tiền đúng không ạ? 30.000 trên một click. Vào giờ có điểm thậm chí là 50.000 trên một click ạ. Và nếu nó trả cho mình vậy ạ, có bao nhiêu ạ? Có 1.000. Thế thì cái này nó đi đâu? Nó có trả cái gì được không ạ? Trả được. Đúng không chị? Ok. Thì em muốn chứng minh cho anh chị cái việc là dòng tiền ở đâu mà trả cho cộng đồng. Thì CD nó đã chứng minh được cái điều đấy. Đúng chưa? Cho dù cái này nó chưa tăng thì nó vẫn đủ lực, nó đủ để nó chi trả cho anh chị. Cái thứ hai là các anh chị hãy hỏi những người mời chúng ta đây để xem cái chương trình affiliate của nó. Chúng ta thấy cái cách phát triển sơ đồ của nó như vậy thì nếu như chúng ta dồn tiền vào, nó bị lủng sơ đồ không? Không lủng, yên tâm. Được không anh chị? Vì chia sẻ ở đây thì nó không hết được. Thì các anh chị có thể lát nữa các chị ngồi với các bạn chúng ta để chúng ta biết chính xác về con số chúng ta cần muốn. Và khởi nghiệp bao nhiêu ạ? Bao nhiêu ạ? Okay. Em tin rằng với con số này thì sinh viên hay bất kể mà ai có thể khởi nghiệp được. Nó không cần điều kiện gì ạ? Không cần làm buộc cái gì ạ? Được không anh chị? Em cũng khởi nghiệp được 50 đô. Được không ạ? Ok. Và phần cuối cùng thì em muốn nhường lại cho MC để giúp cho chúng ta có một cái phần thưởng, có một cái ai may mắn và đủ duyên thì các anh chị sẽ có được một cái phần quà nhỏ nhỏ. Chúc mừng anh là người thứ hai nhận được cái thứ ba. Dạ, xin mời chị Hà bốc thứ nhất. Chào mừng Minh Tài số 72. Có anh
bây giờ 55 à? 55 xin mời anh xin nè. Có anh xin trong khán phòng không ạ? Nếu như không có anh xin đến 1-2 bên thì cơ hội này sẽ nhường qua xe người khác. Anh xin là thứ nhất à? Anh xin là thứ hai. Quang hậu à? Số danh 18. Xin giúp mời anh Quang hậu số 18 à? Thu Hằng à? Số danh 58. À, xin chúc mừng chị Thu Hằng số danh 58 ạ. Dạ, xin đang bóc lên một cái may mắn thôi ạ. Dạ không ạ, dạ không được, không được, anh phải bóc ạ. Tên là Kim Ngân ạ, số danh 20. Dạ, là MC đây ạ, à. Dạ em xin cảm ơn anh. À, mày phải bỏ. Mày người nam tính là phải bỏ cái này ha, bóc người khác. Dạ em nghĩ nó rất là quan trọng với em ạ. Dạ xin cảm ơn anh ạ, dạ cảm ơn anh. Dạ đó là 5 cái lá phiếu may mắn nhất dành cho năm anh chị nhận được 200 CD. Và ngay lúc này em xin mời anh Trịnh Văn Sao và anh Nguyễn Đức Mạnh lên trao phần thưởng và bốc và bắt tay chúc mừng cho các anh chị đã may mắn trúng thưởng ạ. Xin mời anh chị ạ. Xin mời hai anh lên trên. Ban tổ chức sẽ gọi điện trực tiếp cho số điện thoại đúng không? Yeah. Gọi điện trực tiếp cho anh chị và anh chị sẽ tải ví về và các anh chị sẽ ban tổ chức sẽ chuyển thẳng vào ví cho anh chị và các anh sẽ bảo mật lên nó. Được không anh chị? Yeah. Ok, rồi. Có một người được con trai rồi. Mai Hồng Nguyên đúng không ạ? Hồng Nguyên đúng không ạ? Giơ tay ạ. Một người ạ. Nguyễn năm ạ, à? Có ai cái lần nào? Nguyễn đến năm không ạ? À? Nguyễn năm hỏi ạ. Số 505. Số 05 Nguyễn năm hỏi ạ. Ơ xin chúc mừng anh. Tại anh không mời cho chồng không ạ? 05. Dạ xin chúc mừng anh chị. Chắc hẳn đúng rồi. Đúng rồi. Nguyễn Văn Hợi. Nguyễn Văn Hợi đúng rồi. Nguyễn Văn Hợi. Dạ vâng xin chúc mừng anh Nguyễn Văn Hợi. Và xin cảm ơn anh Sam đã mang cơ hội may mắn này đến cho anh Hợi. Em có thể chia sẻ một vài cái cảm nhận của em trong ngày hôm nay về tham dự chương trình này và em đã có những cái nhìn nhận, cái cảm nhận sao về hôm nay thì đây là cái lần đầu tiên em tham gia một cái buổi hội thảo về cái thị chính. Thì cái thị trường này là cái thị trường em cũng đang trong quá trình tìm hiểu. Nhưng mà sau cái buổi hôm nay thì em cảm nhận nó rất là tuyệt vời. Khi mà đây thì trong tương lai thì em chắc chắn em sẽ tham gia sẽ đầu tư rất là nhiều trong cái lĩnh vực này. Thì không biết nói được cảm giác gì hơn là hôm nay được chia sẻ những cái kiến thức về sao từ những sơn cảm thấy rất là tuyệt vời. Vâng, chào anh. Em tin chắc rằng ngày hôm nay thì anh chị mới đang tìm hiểu thôi. Nhưng cái may mắn để mỉm cười với anh là anh đang sở hữu 1.000 dưới đây. Thì em tin chắc rằng trong ngày hôm nay và trong ngày mai và trong tháng này hoặc kể trong năm này, anh chính là một nhà đầu tư biết đâu à. Anh chắc chắn sẽ đầu tư biết đâu đúng không ạ? Và chúng ta không quên nhà tranh trở thành lớn nha. Và em cũng mong muốn mời anh Nguyễn Thanh Sơn và anh chồng Văn Huy lên bắt tay chúc mừng cho nhà đầu tư của mình may mắn nhận được 1.000 dưới đây.
và cảm ơn hai anh đã lên chơi. Chúc mừng, xin mời các anh về vị trí an toàn của mình ạ.